Ông anh Thịnh có thể bật mí một chút là anh biết tới Zico Audio chúng em từ lâu chưa nhỉ? Chắc là phải được 1 năm rồi. 1 năm rồi. Theo dõi 1 năm rồi đấy. Vâng. Vâng, chào các bác, và hiện tại thì anh em Zico Audio chúng em đang có mặt ở Dương Đức, Mỹ Hảo, Hưng Yên để đến lắp đặt cho gia đình anh Thịnh một bộ dàn âm thanh. Và anh Thịnh đang ra đón chúng em ở ngoài đường. Vâng, chào các bác và anh em, và hiện tại thì anh em Zika Audio chúng em đang có mặt ở Mỹ Hào Hưng Yên, và ở đây có một cái dạp cưới và tiếng nhạc rất sập sình, hoành tráng, đánh uỳnh uỳnh trong nhà này các bác. Nhưng mà đây không phải nhạc đám cưới đâu các bác, mà chúng em đang có mặt ở đây để setup cho nhà anh Thịnh một bộ dàn âm thanh, và đây là trước cửa không gian ngôi nhà của anh Thịnh ạ. Và mời các bác cùng vào tham quan xem là bộ dàn hôm nay chúng em setup cho nhà anh Thịnh gồm những thiết bị gì. Anh cho to lên một chút cho em, anh cứ cho nhạc to lên cho em. Đây là anh Thịnh, người chủ sở hữu bộ dàn ngày hôm nay. Và bộ dàn của ngày anh Thịnh hôm nay gồm có một cặp loa G2000, một con đẩy liền vang X12 Pro DC và một bộ mic không dây ghép 4 số 9. Và chúng em đã cài đặt xong bộ dàn này, và anh đang test thử cái đường Bluetooth. Ông anh Thịnh có thể bật mí một chút là anh biết tới Zika Audio chúng em từ lâu chưa nhỉ? Chắc là phải được 1 năm rồi. 1 năm rồi. Theo dõi 1 năm rồi đấy. Vâng. Thế là anh có thể cho biết lý do vì sao anh lại lựa chọn cái bộ dàn G2000 này không anh? À thì bây giờ anh chỉ chủ yếu là nghe nhạc, là chủ yếu còn hát thì ít. Vâng. Anh cứ để yên thế, xong cái phần input kia anh ấn input cho em, bao giờ nó ra tiếng thì thôi ạ. Trên con đẩy X12 này nó có phần input đấy. Cái chữ input đấy. Vâng, anh ấn bao giờ ra tiếng thôi. Anh ấn tiếp đi. Tiếp. Tiếp, bây giờ có tiếng rồi. Các bác có thể thấy là bộ dàn G2000 nó rất phù hợp với cái nội thất màu gỗ của nhà anh Thịnh ở đây. Một bộ dàn bass 30 đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghe nhạc, giải trí, hát karaoke. Bác nào có những diện tích từ 15 đến 35 mét vuông thì các bác hãy tham khảo cái bộ dàn ngày hôm nay anh em Zika Audio chúng em setup bộ dàn G2000. Sau đây mời các bác nghe chủ đầu tư của bộ dàn ngày hôm nay hát một bài karaoke trên bộ dàn đẩy liền vang X12, mic không dây VK 4 số 9 và loa G2000. Đường tình đôi ngả. Trời bao ánh sao tình ta vẫn yêu.
Thank you.